xin kính chào tất cả quý vị tất cả các chú anh chị đang xem kênh kính thưa quý vị chiều ngày hôm nay thanh quyền xin phép gửi đến quý vị một số những cái thông tin khá là nóng xung quanh câu chuyện của cô nguyễn phương hằng à, đặc biệt là thông báo mới nhất từ phía khu du lịch đại nam với sự tái sức quay trở lại của cô nguyễn phương hằng à, cũng như là cái thông tin liên quan đến một cái nhân vật đó chính là hoàng Di hùng người mà cô nguyễn phương hằng đã nhắc tên cũng như là tuyên bố rằng là sẽ có à, cuộc chiến pháp lý với hoàng Di hùng À, sẽ gửi đơn à, đề nghị à, về phía Tổng lãnh sự quán cũng như là Bộ ngoại giao đề nghị trục xuất Hoàng Di Hùng bởi vì à, nhân vật này đã có những cái lời lẽ à, xúc phạm danh dự nhân phẩm cũng như là những cái âm mưu trước đó mà cô Nguyễn Phương Hằng à, đã chia sẻ. Hoàng Di Hùng đã tìm mọi cách để tiếp cận cô Nguyễn Phương Hằng, chú Huỳnh Di Dũng À, đặc biệt là chú huỳnh như dũng à, kể từ ngày mà cô nguyễn phương hằng đã phải vướng bồn lao lý đối tượng hoàng duy hùng này à, đã lăn la để mà tiếp cận chú dũng à, cho rằng là sẽ làm cố vấn rồi cho đến là thuê mướn các luật sư để mà à, tham gia bảo vệ bào chữa cho cô hằng chống lại cái điều lực 331 của chú anh chị khoảng thời gian gần đây khi mà cô nguyễn phương hằng tuyên bố à, cái điều này thì có rất là nhiều những cái thông tin cho rằng là Cô Nguyễn Phương Hằng không có khả năng là sẽ kiện Hoàng Vĩ Hùng để mà trục xuất cái đối tượng này rời khỏi đất nước Việt Nam. Thì trên thực tế là như thế nào? À, trước tiên Thanh Quyền xin được gửi đến cô chú anh chị một cái thông báo mới nhất từ phía khu du lịch Đại Nam. Với cái sự tái xuất của cô Nguyễn Phương Hằng. Đặc biệt là vào ngày 3 tháng 11 là Chủ nhật tuần này. À, thì cô Nguyễn Phương Hằng sẽ có mặt tại khu du lịch Đại Nam. À, và cũng chia sẻ luôn những cái kênh tiktok chính chủ cũng như là kênh youtube chính chủ của cô nguyễn phương hằng cho đến đó là facebook của khu du lịch đại nam trường đua đại nam à, là những cái tài khoản chính chủ từ phía à, khu du lịch đại nam cũng như là cá nhân của cô nguyễn phương hằng lần này thì chúng ta thấy rằng là ừ, đã có những cái tài khoản riêng mang tên là cô nguyễn phương hằng thì không biết đó là với sự gọi là là tạo ra những cái tài khoản này thì cô Nguyễn Phương Hằng có quay trở lại đường đua đặc biệt là liên quan đến những cái cuộc chiến pháp lý hay là có những cái thông tin hay là những buổi livestream những buổi livestream để giao lưu với khán giả tại trường đua đại nam hay là không còn cái sự xuất hiện của cô Nguyễn Phương Hằng tại khu du lịch đại nam đó thì cũng giống như những lần trước mà thôi có nghĩa rằng là, là giao lưu với khách hàng của mình là những cách du lịch đến khu lịch đại nam giao lưu chụp hình ca hát đối với cái thông tin mới nhất này đó thì cũng có nhiều người vẫn đang cảm thấy lo lắng cho cô nguyễn phương hằng bởi vì khi mà cô quay trở lại mạng xã hội đó thì cũng sẽ có lời ra tiếng vào đặc biệt là nhiều người sợ rằng là cô sẽ không có kiềm chế được bản thân lại bức xúc và lên tiếng đáp trả người này người kia nhưng mà như chúng ta đã thấy rồi cô chú anh chị kể từ khi trở về đó thì cô Nguyễn Phương Hằng cũng không ít lần livestream không ít lần livestream à, cũng đã rất là nhiều lần livestream trên tiktok à, rồi trên facebook cũng có à, nhưng mà chúng ta thấy rằng là cái động thái của cô đó thì cô tuyên bố rằng cuộc chiến pháp lý à, sẽ không có nhắc tên hay là gọi tên những cái cá nhân um, gọi là là như là Đinh Lan hay là những cái đứa bá dơ khác à, đặc biệt chỉ khi nào những cái đối tượng mà tấn công cô một cách mạnh mẽ và tuyên bố cái kiểu như là hoàng Di hùng đòi gọi là lấy lực tê sát ra để mà tuyên án để tuyên án tử hình người này người nọ thì chúng ta thấy rằng là một người cho dù là luật sư hay là tiến sĩ lực gì đi chăng nữa thì họ cũng không có cái quyền đó chỉ là cơ quan cao nhất À, đó chính là tòa án thôi họ mới có quyền kết tội người này người khác nhưng mà lên mạng xã hội à, để gọi là kết tội người khác thì cái luận điệu này à, chẳng khác gì những cái đối tượng trước đó như là đinh lan hay là trần văn sĩ hay là hàng đi họ cũng là những luật sư họ cũng là những người am hiểu lực nhưng mà họ lên mạng đó là để mà gắn ghép tội danh cho người khác mặc dù là chúng ta thấy rất là rõ ràng Cô Nguyễn Phương Hằng đó, khi mà nói đến Sư Bình Tuệ đó, thì bà ấy cũng chưa nói gì. Kể từ khi về đến nay đó, thì cũng chưa có xúc phạm hay là gọi tên cá nhân ai. Còn liên quan đến cái câu chuyện mà các chạy giam, thì chúng ta thấy rằng là cô nói rằng là hạn hồi phân giải. Và nếu như có đơn tố cáo từ phía các chạy giam như là T30 hay là đến An Phước, thì tất nhiên các cơ quan báo chí cũng sẽ rồng rộ và công văn vừa qua của tỉnh Bình Dương. Thì chỉ cho cho chúng ta thấy được một điều rằng đó <laughs> Họ nhắc nhở một số các cán bộ nhân viên Tránh dùng mạng xã hội Đặc biệt là cái trường hợp để giải quyết mâu thuẫn Đó là cái vấn đề về phía an ninh trật tự à, Thưa các chú anh chị ừ. Thì cái sự xuất hiện của cô Nguyễn Phương Anh trở lại lần này à, Một số các tài khoản đã được tạo Thì dự kiến rằng sẽ có bùng nổ cái câu chuyện Liên quan đến những cái vấn đề mà cô đã tuyên bố Đặc biệt là Võ Hoàng Yên những cái tin nhắn đã được phục hồi rồi cho đến là sẽ là những cái vấn đề pháp lý đối với những cái từng cá nhân. À, à, chứ chúng tôi thấy rằng là về cái vấn đề nhắc tên hay là đáp trả thì duy nhất có một cái đối tượng mà thôi đó chính là Hoàng Di Hùng thưa cô chú anh chị. thì cho đến thời điểm này đó rất là nhiều những cái thông tin ý kiến cho rằng đó bản thân cô Nguyễn Phương Hằng à, sẽ không có có thể gọi là kiện Hoàng Duy Hùng và không có có thể có khả năng để mà yêu cầu hoặc là đề nghị trục sức hoàng duy hùng này ra khỏi đất nước việt nam như vậy thì trên thực tế như thế nào lực quy định ra làm sao à, thì mình cũng đã được tham khảo trên à, à, các luật sư cũng như đó là các cơ quan báo chí về các vấn đề trục sức cũng như là các trường hợp bị trục sức theo quy định thì chúng ta cũng cùng tham khảo xem những người mà có quốc tịch nước ngoài đó họ bị những gì và cơ quan nào có thẩm quyền để có thể trục sức À, những cái người mà mang quốc tịch nước ngoài trục sức là một hình phạt chính hoặc là hình phạt bổ sung áp dụng đối với người nước ngoài phạm tội là người không có quốc tịch Việt Nam buộc người đó trong thời hạn nhất định phải rời khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Pháp luật Việt Nam quy định về trục sức vừa mang tính chất là một hình phạt dành cho các tội phạm hình sự được quy định trong bộ luật hình sự hiện hành vừa mang tính chất là một sự chế tài xử phạt vi phạm hành chính đối với những hành vi vi phạm. Tuy nhiên thì về cơ bản, khái niệm trục xuất trong pháp luật Việt Nam đều thống nhất rằng trục xuất là một biện pháp xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của người nước ngoài. Người không quốc tịch được cơ quan chức năng Việt Nam phát hiện và xử lý bằng cách loại bỏ người này ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trục xuất còn thể hiện bản chất của nhà nước khi nó mang tính cưỡng chế thi hành Đối với những đối tượng bị áp dụng hình phạt, dù rằng có khái niệm chung là có nét tương đồng như vậy, nhưng trong mỗi lĩnh vực pháp luật cụ thể lại có những quy định đặc điểm riêng biệt. Cụ thể thì trong pháp luật hình sự, trục xuất được quy định là một hình phạt nghiêm khắc trong số các hình phạt được quy định tại Bộ luật hình sự hiện hành. Còn đối với trong lĩnh vực hành chính, trục xuất là một chế tài là công cụ hữu ích để cơ quan chức năng xử lý các hành vi vi phạm của các đối tượng người nước ngoài. Trong nhiều lĩnh vực. Trục sức là hình phạt chính hoặc là hình phạt bổ sung áp dụng đối với người nước ngoài phạm tội. Người không có quốc tịch Việt Nam buộc cho người đó là trong thời hạn nhất định phải rời khỏi lãnh thổ của nước Cộng hòa soi chủ nghĩa Việt Nam. Các trường hợp sẽ bị trục sức. Người nước ngoài bị trục sức khỏi Việt Nam trong các trường hợp sau đây. Thứ nhất là bị tòa án có thẩm quyền của Việt Nam xử phạt trục sức. Thứ hai là bị Bộ trưởng Bộ Công an ra quyết định trục xuất. Việc trục xuất người nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự được giải quyết bằng đường ngoại giao. Bộ trưởng Bộ Công an có thẩm quyền ra quyết định trục xuất người nước ngoài trong những trường hợp nào? Thứ nhất là vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam, bị xử phạt hành chính. Thứ hai là phạm tội nhưng được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Thứ ba là vì lý do bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an có trách nhiệm thi hành bản án và quyết định trục xuất. Trong trường hợp người bị trục xuất không tự nguyện chấp hành bản án hoặc quyết định trục xuất thì cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an áp dụng biện pháp là cưỡng chế trục xuất. Căn cứ vào điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của việc thi hành quyết định trục xuất của Bộ trưởng Bộ Công an thì cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an à, sẽ quyết định. Thứ nhất là áp dụng biện pháp quản lý giám sát hoặc là tạm giữ hành chính người bị trục xuất trong thời gian chờ thi hành quyết định trục xuất theo quy định của pháp luật. Thứ hai là cách thức và địa điểm thực hiện việc trục xuất. Thứ ba các vấn đề khác có liên quan đến việc thi hành quyết định trục xuất theo quy định của pháp luật. Người bị trục xuất à, phải có trách nhiệm gì? Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định trục xuất chịu sự quản lý giám sát cơ quan uh, quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an trong thời gian thi hành quyết định trục xuất. Thứ hai là nhanh chóng hoàn thành các thủ tục cần thiết để đòi khỏi Việt Nam đúng hạn. Thứ ba, tự chịu chi phí cho việc xuất cảnh. Thì tất cả trong cái nội dung uh, liên quan đến cái quy định về trục xuất thì chúng ta thấy rằng là các trường hợp ở đây đó. Thứ nhất là bị uh, tòa án có thẩm quyền của Việt Nam xử phạt thứ hai là bộ trưởng công an à, sẽ ra quyết định này à, vậy thì hai cơ quan ở đây đó thì chúng ta thấy rằng là, là là tòa án là cơ quan thứ nhất thứ hai đó chính là bộ trưởng của bộ công an à, mới có thể ra quyết định trục xuất một người nào đó đặc biệt là một người nước ngoài phạm tội ở việt nam vậy thì chắc trường hợp mà bị trục xuất là như thế nào ừ, thứ nhất là vi phạm pháp lực à, chỉ cần là bị xử phạt hành chính thôi ừ, thứ hai đó là phạm tội nhưng được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự có nghĩa là không phải bị bắt ở tù thì họ trục sức thứ ba là vì an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội thì trong cái trường hợp của hoàng di hùng ở đây đó thì chúng ta thấy rằng là đối với cái sự việc mà xúc phạm uy tín danh dự của bà nguyễn phương hằng nếu như mà cô nguyễn phương hằng làm đơn tố cáo thì chỉ cần bị xử phạt vi phạm hành chính thôi đó, thì hoàng di hùng hoàn toàn có khả năng à, bị trục xuất. À, còn có vấn đề thứ hai mà hoàng Duy hùng có thể bị mắc phải thì chúng ta nhìn thấy rằng về cái vấn đề đó chính là bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Ừ. chúng ta thấy rằng là về cái câu chuyện liên quan đến sư minh tuệ rồi cho đến ngày hôm nay cái câu chuyện của Sư nguyễn phương hằng à, và cái câu chuyện mà cô nguyễn phương hằng đã từng chia sẻ đó chính là hoàng di hùng cùng với cái nhóm luật sư một nhóm luật sư đã từng tới khu du lịch Đại Nam để mon men gặp chú Huỳnh Dũng để mong muốn có thể được làm cố vấn cũng như là sẽ giúp cho về các vấn đề pháp luật luật sư miễn phí cho bà Nguyễn Phương Hằng và tuyên bố chống lại điều luật 331 thì rõ ràng những cái hình thức này chúng ta đã thấy vô cùng quen thuộc kể cả trong cái câu chuyện của thiền nam bên bộ vũ trụ À, và đặc biệt hơn nữa đó thì nhóm luật sư ở Việt Nam mình thấy rất là nhiều đối tượng và hiện tại thì à, đã có 3 đến 4 người đã bỏ trốn à, bởi vì chống lại cái điều luật này những cái tư tưởng của các luật sư này thì chúng ta đều hiểu ừ, họ đòi gọi là đa nguyên đa đảng à, cũng giống y chang như là cứa, cứa lực luật sư sĩ và cái chị hàng ni này à, cái chị hàng ni nha à, thì ngày hôm nay khi mà cô Nguyễn Phương Hằng đó nếu như có đầy đủ bằng chứng và chứng cứ để tố Hoàng Di Hùng liên quan đến những cái tội danh này thì hoàn toàn có thể bị trục sức về cái lý do bảo vệ an ninh quốc gia. để chúng ta biết cái lịch sử của Hoàng Di Hùng thì cũng phải không phải là cái 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 kẻ gọi là tầm thường rồi. À, nếu như nói rằng là hiện tại thì hắn ta đã hoàng lương thì chỉ có mình hắn ta biết mà thôi. chỉ có mình ông ta biết là ông ta có hoàng lương hay không thôi chứ không có một bất cứ một cá nhân nào có thể khẳng định rằng một trăm một phần trăm phần trăm rằng là ông ấy đã hoàng lương cả thưa quý vị à, như mình đã chia sẻ à, từ năm 2020 thì nghe thông tin rằng ông này nó hoàn lương nhưng mà cho đến năm 2022 đó thì bản thân ông này thì có những cái nội dung à, lấy từ việt tân à, để làm cái gì để đưa những cái thông tin xuyên tạc không đúng về bác tổng phú trọng và kể cả đất nước của chúng ta à, liên quan đến cái vấn đề ngoại giao giữa việt nam và trung quốc vậy thì có phải chăng là công này đã hoàn lương hay là chưa à, và những cái nội dung vừa qua cho chúng ta thấy rằng là ông ta đang vội vàng quy kết bà nguyễn phương hằng là xúc phạm là tấn công đối với xu minh tuệ dùng những cái từ ngữ cho rằng là lương lẹo là lưu manh rồi dùng cái luật tết sát gì của ông ta để kết án một công dân ở việt nam như là bà nguyễn phương hằng mang danh là một lực, à, lực sư ở mỹ gì đó chúng ta thấy rồi bản thân ông ấy là đã tự thừa nhận mình không am hiểu về luật pháp việt nam đây không có phải là một cái hình thức lương lẹo hay không thì mình không biết ông ta lấy cái lực texas ra để áp dụng chúng ta hiểu được rằng là ở việt nam thì sử dụng lực của việt nam còn nếu như mà ông làm ở texas thì ông về texas mà làm <laughs> đúng không cô chú anh chị như cô viễn hằng đã nói đó là luật sư ở bên mỹ đó thì nếu như còn hoạt động thì còn có giá trị còn nếu như đã không hoạt động lâu thì cũng giống như là người bình thường thôi còn đối với bản thân mình thì mình chỉ có thể gọi ông ấy là một YouTuber hoàng di hùng thôi chứ chẳng có luật sư gì cả ông ấy có biết luật ở đâu mà gọi là, là, là kêu bằng luật sư tôi có chú anh chị đây không biết rằng có phải là một cái chiêu trò của ông này khi cho rằng là mình không biết luật của Việt Nam để mà lên trên mạng à, xúc phạm uy tín danh dự một người mình không quen biết Ừ, như là bà Nguyễn phương Hằng hay không để ông ta luồn lách cho rằng là ừ, mình không có am hiểu pháp luật cho nên là mình đã vô tình như này như kia nhưng mà bản thân ông ấy là 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 một người đó uh, là tự cho mình đó, là có trí thức và rất là nhiều những người cũng nói rằng ông này là đã hoàn lương rồi um, treo cờ gì tổ quốc ở trong phòng làm việc vân 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 nhưng mà trên thực chất hoàn lương hay không và quá khứ của ông này đó thì chúng ta gọi là là tạm để sang một bên nhưng mà trong cái thời điểm hiện tại nếu như nói về cái câu chuyện ngày hôm nay người có trí thức lên mạng của xã hội để bình luận về xã hội thì dùng những cái từ ngữ và đem áp dụng một cái bộ lực khác ra để mà đòi tử hình một người phụ nữ không phải quen biết như vậy thì rõ ràng bản thân ông này à, hoàn toàn có thể bị xử lý ít nhất là vi phạm hành chính mà nếu như vi phạm hành chính thì cũng đủ cái điều kiện để hoàn toàn có thể bị trục sức ra khỏi đất nước Việt Nam của chúng ta à, Thưa các chú anh chị Cho nên à, gom chung lại theo thông tin mình tham khảo Thì à, đối với cái câu chuyện này à, Cô Nguyễn Phương Hằng hoàn toàn có thể khởi kiện à, Hoàng Di Hùng Đặc biệt là đến hai cơ quan à, Bộ Công an cũng như là Tòa án Có thẩm quyền về câu chuyện này à, Trước tiên là về khiếu nại lên Bộ Ngoại giao hay Tổng lệnh Sự quán Cái đó cũng là cái bước cơ bản đầu tiên đó các chú anh chị Ừ còn khả năng như thế nào thì có lẽ là quý vị chúng ta cũng nên chờ đợi những cái thông tin mới nhất từ bà Nguyễn Phương Hằng Đặc biệt là vào Chủ nhật tuần này à, là ngày 3 tháng 11 Cô Nguyễn Phương Hằng sẽ xuất hiện tại Đại Nam Và khu vực cũng như là thời gian địa điểm như thế nào Thì Thanh Nguyên cũng sẽ cố gắng cập nhật gửi đến quý vị trong những thông tin video mới tiếp theo Xin cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại